Special occasions. Look at the pictures. What special events do you graduation. Lễ tốt nghiệp. Wedding. Lễ cưới. Holiday. Kỳ nghỉ. Birthday. Sinh nhật. Which are your favorite months of the year? Em thích những tháng nào trong năm? January. Tháng 1. February. Tháng 2. March. Tháng 3. April. Tháng 4. May. Tháng 5. June. Tháng 6. July. Tháng 7. August. Tháng 8. September. Tháng 9. October. Tháng 10. November. Tháng 11. December. Tháng 12. Which of these days do people celebrate in your country? Người Việt Nam tổ chức những ngày lễ nào dưới đây? Những ngày lễ đó diễn ra vào tháng nào trong năm? Chinese New Year. Saint Valentine's Day. Mother's Day. Easter. May Day. Father's Day. Christmas Day. New Year's Eve. Halloween. National Independence Day. Cook a special meal. Dress up. Eat a cake. Exchange cards to people. Invite people to your home. Make out. Send presents. Stay up late. Visit relatives. Buy flowers. Have a day off work. Sweater. Sweatshirt. Blouse. Dress. Skirt. Shirt. T-shirt. Coat. Jacket. Suit. Hat. Belt. Tie. Scarf. Socks. Jeans. Pants. Shorts. Boots. Shoes. Red. Orange. Yellow. Pink. Brown. Black. Blue. Green. Purple. White. Gray. Present continuous. Thì hiện tại tiếp diễn.
thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt, còn tiếp tục diễn ra. Sau đây là ví dụ về cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. You see a girl in her blue dress. Em nhìn thấy một cô gái đang mặc một chiếc váy xanh, em có thể nói. She is wearing a blue dress. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động hoặc sự việc nói chung đang diễn ra, nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói. I am looking for a job. Tôi đang tìm việc làm. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần, thường diễn tả một kế hoạch đã lên lịch sẵn. I am flying to London tomorrow. Ngày mai tôi sẽ bay sang London. Thì hiện tại tiếp diễn còn dùng để diễn tả hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ always, continually. He is always coming late. Anh ta toàn đến muộn. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn. Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian. Now, right now, at the moment, at present, it goes with a specific time, at 6 a.m. Trong câu có các động từ như Look, listen, keep silent. Look, the train is coming. Listen, someone is crying. Keep silent, the baby is sleeping. Chủ ngữ, S. Cộng động từ to be. Cộng verb in. Động từ to be ở thì hiện tại có ba dạng là am, is, e. Verb in là động từ thêm đuôi in. Ta thấy, động từ trong câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cần phải có hai thành phần là động từ to be và verb in. Với tùy từng chủ ngữ mà động từ to be có cách chia khác nhau. He is wearing a red tie. She is carrying a black handbag. Đối với câu phủ định của thì hiện tại tiếp diễn, ta chỉ cần thêm not vào sau động từ to be, rồi cộng động từ đuôi in. Chủ ngữ, cộng động từ to be thêm not, cộng verb in. He isn't wearing black shoes. They aren't carrying school bags. Đối với câu hỏi ta chỉ việc đảo động từ to be lên trước chủ ngữ. Is he wearing black shoes? Are they carrying school bags? Are you doing your homework? Yes, I am. Are they dancing? Yes, they are. Is he cooking? No, he isn't. Thông thường, ta chỉ cần cộng thêm in vào sau động từ. Nhưng có một số chú ý như sau. Với động từ tận cùng là một chữ e, ta bỏ e rồi thêm in. Write, writing, type, typing, come, coming. Tận cùng là hai chữ e, ta không bỏ e mà vẫn thêm in bình thường. Với động từ có một âm tiết, tận cùng là một phụ, trước là một nguyên âm, ta nhân đôi phụ âm cuối, rồi thêm in. Stop, stopping, get, getting, put, putting. Chú ý, một số hợp ngoại lệ. Begin, beginning, prefer, preferring, permit, permitting. Với động từ tận cùng là ie, ta đổi ie thành i dài, rồi thêm in. Lie, lying, die, dying. Tet holiday. Tet Nguyen Dan or Tet is the most important and popular holiday and festival in Vietnam. It is the Vietnamese New Year marking the arrival of spring based on the lunar calendar, a lunisolar calendar.
The name Tet Nguyen Dan is Sino-Vietnamese for Feast of the Very First Morning. Tet takes place from the first day of the first month of the lunar calendar, around late January or early February, until at least the third day. Many Vietnamese prepare for Tet by cooking special holiday foods and cleaning their house. There are a lot of customs practiced during Tet, such as visiting a person's house on the first day of the new year, Dzong Na, ancestral worship. Tet is also an occasion for pilgrims and family reunions. During Tet, Vietnamese visits the pagodas and temples, forgetting the troubles of the past year and hoping for a better upcoming year. They consider Tet to be the first day of spring, and the festival is often called Hội Xuân, Spring Festival. Like other Asian countries, Vietnamese believe that the color of red and yellow will bring good fortune, which may explain why these colors can be seen everywhere in Lunar New Year. People consider what they do on the dawn of Tet will determine their fate for the whole year, hence people always smile and behave as nice as they can in the hope for a better year. Answer the questions. When is Tet holiday? How long does Tet holiday take place? What do Vietnamese people do to prepare for Tet? What do they do on the first day of the new year? Where do they often go during Tet? What color can be seen everywhere?